Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Nhung, thực tập sinh của Đại học EDX, mã số sinh viên là CUV020HB25. Và hôm nay mình sẽ quay bài tập số 6 với nội dung bài tập là chuyển các cột như này thành một cột. Thì mình sẽ, đầu tiên chúng ta sẽ ghi cái tiêu đề tên chúng ta cần chuyển hàng và cột. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng một hàm, đó chính là hàm if, để đếm hàng số đang ở vị trí số bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ dùng hàm if của hàng E9. Chúng ta sẽ ghi tên hàng và cột. Đầu tiên chúng ta sẽ đếm hàng, đó chính là dùng hàm if mở ngoặc cột số 20. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi số 1 vào đây, sau đó sẽ hàng thứ hai ghi bằng if mở ngoặc cột 20 sẽ bằng 4 cột, 4 hàng, 4 hàng ngang đó. Sau đó phải 1 phải 10 cộng 1 sẽ kéo. Đó. Nó sẽ đếm chúng ta từ 1 đến 4, nó quay trở lại từ 1. Sau đó sẽ tiếp tục ở 4. Ở đây của mình có 1 2 1 2 3 4 5. 5 cột. Chúng ta sẽ vẫn dùng hàm if mở ngoặc E13 bằng 4 F10 cộng 1 13 đồng ngoặc enter. Ok, thì tiếp theo để chuyển các cột hàng cột như này thành một cột thì chúng ta sẽ dùng hàm index. Chúng ta sẽ copy dữ liệu ở đây, sau dùng fill F4 để chuyển hóa dữ liệu. Vậy E10 và F10 và F10 đồng ngoặc đó. Sẽ thành như vậy. Và đây là bài tập chuyển nhiều cột